điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao. Bí kíp hướng nghiệp người cho môn nghề mang đến nội dung và giáo diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Đố các bạn biết, có điểm chung gì giữa ChatGPT và Sam Bankman-Fried cùng sàn giao dịch FTX? Hơn thế, sự xuất hiện bất ngờ của họ giữa dòng chảy thời gian đem đến những bài học đáng giá gì về cuộc sống? Và chúng ta có thể áp dụng được gì ngay sau khi video này kết thúc? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết Viết cho năm 2022, biết về thứ gì đó và biết thứ gì đó của tác giả kỳ cựu Husky Wannafly nhé! ChatGPT được OpenAI chính thức cho công chúng sử dụng vào ngày 1 tháng 12 năm 2022 và nó nhanh chóng gây ra một cơn chấn động toàn cầu vì lần đầu tiên nhân loại được thấy sức mạnh của trí tuệ nhân tạo lớn đến cỡ nào. Mặc dù chỉ là bản thử nghiệm với dữ liệu được giới hạn cập nhật đến năm 2021, ChatGPT vẫn cho thấy được trí thông minh kiệt xuất của mình. Bằng các thuật toán tân tiến, ChatGPT có thể xử lý một lượng dữ liệu văn bản khổng lồ, học các cấu trúc văn bản và từ đó có thể đưa ra một câu trả lời giống người cho các câu hỏi. ChatGPT có thể đưa ra câu trả lời cho mọi chủ đề, kể cả những chủ đề trừu tượng. Khác nhiều người, ChatGPT thậm chí còn biết được giới hạn của bản thân nó. Rõ ràng là ChatGPT đã để lại ấn tượng lớn trong tâm trí người dùng, ngay cả khi biết rằng những dòng chữ mình đang đọc đơn thuần bắt nguồn từ những thuật toán vô hồn, thì chúng ta vẫn không thoát khỏi cái cảm giác ngỡ ngàng rằng có một linh hồn nào đó đang phản hồi lại với chính mình. CEO của OpenAI, tập đoàn phát triển lên ChatGPT đã nói rõ rằng ChatGPT là một công cụ bị hạn chế, nhưng đủ tốt để tạo ra ấn tượng là một thứ gì đó vĩ đại. Anh nhấn mạnh rằng nên coi ChatGPT như một cú chào hàng của những bước tiến công nghệ và rằng việc dựa dẫm hoàn toàn vào ChatGPT để thực hiện những việc quan trọng là một sai lầm. Nếu có thể gói gọn bài học mà bản thân mình rút ra được trong năm 2022 thì nó thể hiện qua câu nói này. Tôi đã học được từ rất sớm về sự khác biệt giữa biết về thứ gì đó và biết thứ gì đó. ChatGPT ở mức độ hiện tại thì chỉ biết về thứ gì đó dựa trên những dữ liệu mà con người cung cấp cho chúng, học một cách máy móc, cách con người giao tiếp bằng tiếng Anh và đưa ra những câu trả lời nhiều lúc sai lệch nhưng rất ấn tượng. 2. Sam Bankman-Fried và FTX. Nó là mình nhớ đến Sam Bankman-Fried, người đứng đầu công ty tiền mã hóa điện tử FTX vừa sụp đổ trong tháng 11 vừa rồi. Mình có dành thời gian nghe lại những buổi phỏng vấn của anh ta về những dự định anh sẽ làm khi có nhiều tiền, như là sẽ đi từ thiện, đóng góp cho các hoạt động bảo vệ môi trường, rồi anh ta đặt mục tiêu làm trong sạch thị trường tài chính. Trong một video nổi tiếng quay lại cảnh Sam Bankman-Fried nói chuyện trước Quốc hội Mỹ, anh ta nói rằng sự khủng hoảng tài chính năm 2007-2008 gây ra là do sự không minh bạch của ngân hàng. Vấn đề này anh ta khẳng định đang được giải quyết nhờ vào các nền tảng tài chính phi tập trung như FTX. Mình tự hỏi là liệu anh ta có hiểu là anh ta đang nói cái gì không? Liệu anh ta thực sự biết những gì anh ta đang nói hay là anh ta cũng như một cái máy học, học và quan sát từ môi trường xung quanh rồi biết cách nói những thứ người khác muốn nghe với sức thuyết phục vô cùng cao? Có thể là anh ta không hiểu được chủ nghĩa vị tha hay tài chính phi tập trung là gì, nhưng mà anh ta đã nghe về nó và biết cách nói để khiến người khác nghĩ anh ta biết nó là gì. Mình thì mình không nghĩ là anh ta đã có dự định lừa đảo ngay từ đầu đâu. Con người thì thường không đơn giản như thế. Có thể anh ta thực sự tin vào việc xây dựng một nền tảng tài chính phi tập trung từ đầu, nhưng với số tiền quá lớn nắm trong tay và sự phức tạp trong việc vận hành tăng lên hàng trăm lần, anh ta không thể kiểm soát được tình hình nữa. Có thể khi thực hiện các hành vi lừa đảo, anh ta trong thâm tâm đã tự thuyết phục bản thân rằng anh làm với ý tốt. Một thời kỳ tiền rẻ kéo dài hơn 10 năm khiến nhiều công ty khởi nghiệp nhận được một lượng tiền lớn từ các nhà đầu tư, khiến doanh nghiệp của họ bùng nổ với tốc độ chóng mặt. Nó tạo ra một bong bóng không chỉ về mặt tài chính mà còn cả về mặt hình ảnh.
Đột nhiên thiên tài mọc lên khắp nơi và ai cũng cho rằng cái họ làm sắp tới là một thứ cách mạng thay đổi bộ mặt nhân loại. 3. Thế giới năm 2022. Thế rồi khi quãng thời gian tiền rẻ thần kỳ đó biến mất, đột nhiên người ta bắt đầu nhìn lại họ và tự hỏi rằng là rốt cuộc họ đang làm gì? Họ cảm thấy lo sợ với những niềm tin vững chắc mà họ đã xây dựng trước đó. Một trong những bài báo khiến mình bất ngờ nhất là bài đăng trên Bloomberg về công nghệ xe tự lái. Bài báo có tiêu đề Even after $100 billion, self-driving cars are going nowhere. Bọn mình sẽ để link bài báo ở dưới phần mô tả nhé. Với tựa đề, sau khi tiêu tốn 100 tỷ đô la, công nghệ xe tự lái vẫn đang không đi đến đâu cả. Bài báo cho thấy những viễn cảnh đẹp đẽ mà những người tiên phong xây dựng công nghệ này vẽ ra để thuyết phục nhà đầu tư đổ tiền vào, bỗng trở nên phi thực tế. Thậm chí, ngay cả những tín đồ lâu đời của công nghệ này, Anthony Lewandowski, những người đã gây dựng nên đơn vị kinh doanh xe tự lái của Google và sau đó chuyển qua Uber, cũng cảm thấy thất vọng với ngành công nghiệp này. Bạn sẽ thật sự rất khó để tìm thấy một ngành nào đã được đầu tư nhiều tiền như vậy cho hoạt động nghiên cứu mà lại mang lại ít kết quả như vậy. Đừng mơ tới lợi nhuận, giờ hãy tính xem tổng doanh thu mà các công ty làm về robot taxi, robot xe tải, bất kỳ công ty robot nào doanh thu là bao nhiêu. Có phải là hàng triệu đô la không? Có thể, còn tôi nghĩ là số 0. Anthony đã nói với phóng viên Bloomberg như vậy. Còn Uber, công ty của anh làm và từng được kỳ vọng sẽ trở thành tập đoàn taxi lớn nhất thế giới thì được cảnh báo rằng có thể nó sẽ là không bao giờ có một đồng lời. Mình suy tư nhiều sau khi đọc bài báo này, bởi vì có một thời ở trường đại học, mình có đăng ký một khóa học lập trình năm 2018 của Udacity. Và trong khóa học thì có dự án xe tự lái dạng đơn giản. Nhờ khóa học đó mà mình đã tìm hiểu nhiều hơn về xe tự lái, đã ngồi đọc về một thế giới tương lai, nơi xe được giao tiếp với nhau, tự biết tìm đường đi, tự biết chọn giảm thiểu thiệt hại khi gây ra giao thông. Mình đã đọc về Waymo của Google, về những bước đột phá trong thử nghiệm của họ, về tiềm năng sinh lời to lớn mà công ty này sẽ mang lại cho các nhà đầu tư. Hơn 4 năm trôi qua, và bây giờ người ta nói rằng khả năng cao là con người đã xuống tay chi hàng trăm tỷ đô để xây dựng một giấc mơ không có thật. Năm 2022 có lẽ là năm khiến con người trở nên khiêm tốn, bởi những gì chúng ta nghĩ mình biết đều bị thử thách bởi thực tế đau thương. Cuộc chiến không xảy ra đã xảy ra, và nó lại còn diễn ra theo cách mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Một cuộc chiến vừa sử dụng công nghệ cao của tương lai với máy bay không người lái và vũ khí chính xác lại được tiến hành bởi chiến thuật của Thế chiến thứ nhất. Quân đội Nga hóa ra chỉ là hổ giấy, và chính phủ Đức hóa ra cũng gồm những người vừa đầy ảo tưởng mộng mơ vừa nhu nhược. Người Đức nghĩ họ biết người Nga, hóa ra họ chỉ biết về người Nga. Họ không biết người Nga một chút gì cả, và giờ họ phải học lại từ đầu. Còn đất nước Ukraine đã được điều hành bởi một chính phủ nhiều tham nhũng và lãnh đạo bởi Tổng thống có chỉ số tín nhiệm cực thấp trong năm 2021. Hóa ra lại kiên cường và chiến đấu giỏi hơn bất cứ những viễn cảnh tích cực nhất người ta có thể nghĩ ra. 4. Vài suy nghĩ cuối cùng. Có lẽ thử thách lớn nhất trong thời đại số, trong thế kỷ 21 này là khiến bản thân thực sự biết về một thứ gì đó. Những công nghệ tân tiến mang lại cơ hội ngàn vàng cho nhân loại để tiếp cận đến một lượng thông tin, kho kiến thức khổng lồ. Nhưng tự những thứ đó không khiến chúng ta biết được thứ gì đó, và tai hại hơn, nó khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết vì ta đã nghe về nó, đọc về nó. Khi bản thân mình tiếp xúc với những bạn trẻ hơn mình rất nhiều tuổi, mình thấy các bạn biết nhiều hơn mình và lứa bạn bè mình 10 năm trước. Các học sinh cấp 3 và năm nhất đại học bây giờ đã có thể nói về tâm lý học, các xu hướng tính dục, các thủ pháp thao túng tâm lý, các bệnh tâm lý, các red flags, green flags khi hẹn hò. Rồi về giáo dục, tìm hiểu về tư duy phản biện, biết đến giáo dục khai phóng, có thể viết luận dù không chuyên sâu về các vấn đề xã hội như bình đẳng giới, khoảng cách giàu nghèo, bảo vệ môi trường, biết tự tìm và tự học các khóa online. Thứ ba là về tài chính, cách đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, cách tiết kiệm, cách kiếm thu nhập thụ động, lên kế hoạch nghỉ hưu sớm và cách kêu gọi đầu tư. Và thứ tư là về sự nghiệp, về kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, biết viết CV, biết cách networking, lên kế hoạch phát triển sự nghiệp, biết chuẩn bị phỏng vấn vào các tập đoàn lớn.
những thứ mình nói ở trên là những kiến thức xa xỉ cho một bạn trẻ 18 tuổi tầm 10 năm về trước. Nhưng bây giờ thì chúng như là kiến thức phổ thông, giống như bây giờ không còn ai cảm thấy kính nể một người vì người đó đạt điểm IELTS 6.5 nữa. Như đã nói ở trên, sự biết nhiều không đồng nghĩa với việc biết thật sự. Một bạn chủ công ty đã tâm sự với mình rằng sau hơn 5 năm kinh doanh chật vật, bạn mới biết rốt cuộc bạn nên làm gì với công ty của bạn. Và những thứ bạn rút ra được nó không khác gì với kiến thức trong sách giáo khoa về quản trị kinh doanh bạn học hồi ở đại học. Như là về cách tăng năng suất lao động, về kinh tế quy mô, về các cách tính chi phí bán hàng, về cách trao quyền. Phải mất 5 năm với nhiều cái sai đau đớn, bạn mới thấm được những điều viết trong sách. Và căng thẳng hơn là dù bạn biết được phải làm gì, thì điều đó cũng chưa chắc giúp bạn đưa doanh nghiệp đi lên. Hoặc là những học sinh nghèo theo chủ nghĩa cá nhân luôn dễ dàng nêu ra các lý do giải thích cho luận điểm tại sao người nghèo là do họ lười biếng không chịu làm. Bỗng nhận ra sự khắc nghiệt trong cuộc sống này trong năm vừa qua. Những người đó họ sẽ nói gì với những anh tài xế chạy Grab chạy ngày chạy đêm mà vẫn không đủ tiền đổ xăng trong đợt khủng hoảng năng lượng hồi đầu năm? Hay là công nhân phải nghỉ việc vì không có đơn hàng? Những người đó có lười biếng hay chăng? Những trường hợp đó khác thế nào so với những gì họ đã học, đã nghe đến? Về bản thân mình đã từng nghe đến câu nói này: những thứ tốt đẹp hay tồi tệ nhất, chúng luôn vượt mức tưởng tượng của chúng ta. Trí tưởng tượng của chúng ta bị giới hạn bởi những thứ đã xảy ra trong quá khứ, còn biến cố ngoài cuộc sống thì luôn tạo ra bởi những sự kết hợp chưa từng có của vô vàn yếu tố khác nhau. Chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta đã kinh qua mọi sự buồn vui đau khổ rồi, cho đến khi chúng ta thấy những thứ còn lớn hơn thế. Mình biết điều đó, nhưng mình chỉ cảm thấy thấm điều đó khi tất cả những gì tồi tệ xảy ra trong năm vừa rồi. Giá cả hàng hóa lên cao chóng mặt, sự đóng cửa của nhiều công ty, sự căng thẳng mình cảm nhận được từ mọi người xung quanh gây ra sự suy sụp của thị trường tài chính, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu, cũng như sự suy sụp của thị trường bất động sản. Bất chấp những điều tồi tệ mà năm 2022 và đâu đó là năm 2020 hay 2021 mang lại, tin vui cho chúng ta đó là những thế hệ trước đều đã trải qua những năm tháng đen tối tương tự. Và thứ khiến những người thế hệ trước vượt qua khó khăn đó là học từ những lỗi sai và cố gắng làm cho tốt hơn thứ mình đang giỏi. Và luôn làm với một niềm tin chắc chắn rằng rồi có ngày chúng ta sẽ đạt được điều mình muốn. Rõ ràng biết được bản thân nên làm gì cũng quan trọng không kém yếu tố làm việc chăm chỉ. Và khi đã xác định cần làm gì thì chúng ta cần một niềm tin gần như mù quáng để thúc đẩy mình kiên trì làm tới cùng. Về bản thân mình, nhìn theo góc nhìn tích cực, những điều tồi tệ này xảy ra sớm khiến mình sống thật hơn, theo ý nghĩa là biết được thêm giới hạn của bản thân tới đâu, cũng như những giả định nào đã khiến bản thân đưa ra đánh giá sai vấn đề. Hóa ra thì mình cũng không biết nhiều đến vậy, giải pháp cho việc này cũng đơn giản thôi. Xác định những thứ bản thân hóa ra vẫn không biết và tập trung tìm hiểu sâu hơn về nó. Cũng về một chủ đề, nếu số đông mọi người nghĩ họ biết nó chỉ vì họ đã nghe hay đọc về nó, chỉ cần bản thân bạn thực sự biết về nó thì cũng đã là một lợi thế lớn rồi. Cũng giống như những người tạo ra ChatGPT và nó, họ biết gì, còn ChatGPT thì không. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!